Nhưng mà nó là kiểu ký ức của em từ tuổi thơ, từ ngày còn bé đến khoảng thời gian mà qua tuổi dậy thì khá là loạn. Để em nhớ lại những ký ức đấy thì khá là loạn, vì cũng có một khoảng thời gian em bị stress tâm lý vì do gia đình bố mẹ ly hôn. Bố mẹ em lấy nhau thì được khoảng độ em được mấy tuổi thì bố em đi bước khác. Thì mẹ em ở đấy thì nuôi mấy trẻ em thôi, chỉ có một mình mẹ em nuôi ba trẻ. Đến bây giờ, đến thời điểm hiện tại em đi đi tù thì chấp hành án này thì vẫn vẫn là một tay mẹ em lo. Bố em đi bước nữa không đòi hỏi. Mình đang có một cái gia đình hạnh phúc ấm áp như thế, đừng phát tự dưng không còn một người bố, chỉ còn một mình mẹ, vừa là mẹ vừa là bố, chăm lo nuôi nuôi nấng ba đứa trước ba đứa bọn em đến bây giờ cũng áp lực chứ. Đi học nhiều khi bạn hỏi bố đâu cũng chả biết trả lời thế nào cả. Ăn tới em suy có thể được nhắc đến bố được không? Cấp 3 nữa. Thì là bác em cũng buồn, biết là bác buồn nhưng mà bác vẫn áp đặt em là phải học nữa để theo đuổi ước mơ của mình. Bác không muốn em bỏ đâu, cái quyết định này của mình cả thôi. Khi em mà lên ở mẹ em theo đuổi học trong nghệ thuật, bạn bè của bác rủ rê, lúc đầu thì là đổ cho chơi du lịch cho họ kia, dần dần này thì chuyển qua phòng sử dụng, chuyển đến sử dụng ma túy. Lần một thì có, lần hai khi khi mà cho em áp lực kiểu gia đình mình như thế, khi tìm đến sử dụng ma túy thì mình cảm giác kiểu đó của mình thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, bớt suy nghĩ hơn, thì mình có kiểu vực sâu vào, khiến cho cuộc đời mình sang một cái ngã khác luôn. Đăng một tờ giấy trắng thành đen xì. Ngày đấy lúc em bắt em chưa nghĩ đơn giản là mình nghĩ là mình chơi bời sẽ như thế này. Mình kiểu em chủ quan. Nói thật là đúng là thiếu hiểu biết pháp luật. Và kiểu mình chưa bao giờ mình kiểu không nghĩ cái hậu quả sẽ nặng nề như này, khiến đến bản thân mình mất tự do. Nhưng mà chỉ vì một cuộc vui chơi với bóng hoa nhạc mà đánh đổi cả một thanh xuân. Mà em đã tự đánh mất đi cái độ tuổi đẹp nhất của mình trong song sắt.